Đây là món quà đến từ Hồng Nhung. Hồng Nhung vừa 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 tặng tôi lúc chiều nay. Tìm Lia kìa, ai tìm Lia? Bao giờ có giải nhẹo mùa mới á? Chưa biết. Đợt này nhiều game hay quá. Game thì mang tới cho chúng ta 5 thứ tiếng khác nhau, gồm có tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Deus Ex, tiếng Trung Quốc và tiếng Hàn Quốc. Đây là Nhật Bản hay Trung Quốc ta? Đức à, Đức à, Đức à? Đức hay Hà Lan? Thôi không cần biết là thứ gì thì tôi xin phép là chơi tiếng Hàn Quốc các bạn nhé. Tại vì tiếng Hàn Quốc là một trong những thứ tiếng mà tôi hiểu 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 rõ nhất. À khoan, khoan cái gì? Chiều thứ bảy vẫn đá bóng anh em nhá, đặt sân rồi nhá. Khoan à, ừ thôi nếu như mà các bạn không thích tôi chơi tiếng Hàn thì tiếng Anh vậy nhá. Tiếng Anh đi Anh à? Ừ thôi rồi, thế chiều theo ý viewer vậy. Mặc dù tiếng Anh không phải là cái ngôn ngữ sở trường của tôi nhưng mà tôi cũng sẽ chơi để mà dịch cho các bạn về cái nội dung cốt truyện. Còn tiếng Hàn thì sự thật luôn. Riêng cái tiếng Hàn này thì nó với cả tiếng Việt ấy, tôi nói tiếng Việt với cả tiếng Hàn gần như là không không khác nhau nhiều. Không, vừa nãy có bạn là bảo muốn tiếng Anh bởi vì bạn ấy cũng mới vào kênh của chúng ta, thành ra mình chiều ý bạn ấy thôi, chiều ý bạn ấy thôi. Tiếng Hàn thì được rồi, tiếng Hàn. Đây. Tiếng Hàn. Khát giờ chơi về bị trả. Wow, bắt đầu. Game có nội dung khá là bạo lực và âm thanh tương đối đáng sợ, thành ra để trải nghiệm tốt nhất các bạn nên đeo tai nghe. Những streamer thì hãy nhắc nhở hãy nhắc nhở viewer của mình xem cùng với mọi người, xem cùng với mọi người. Các bạn đừng xem một mình tại vì xem một mình rất là đáng sợ. Rồi. Con game này thì có tên là Simon đang ở đâu? Đấy, thì chúng ta sẽ bắt đầu. Ở đây là bắt đầu này. Ở đây là cài đặt này và ở đây là những người phát triển. Đấy, ok thì chúng ta sẽ chơi game luôn. Thì trước tiên là cái lobby, cái màn hình chờ ấy thì có những cái bức tranh và có một cái hành lang rất là hẹp. Ở giữa thì có để một cái ghế. Tôi đánh giá thì cái nhà này có vẻ cũng khá là giàu khi mà họ ốp gỗ ở xung quanh. Ok. Tiếng Hàn được, chơi được, chơi được. Rồi, còn đây là continue, continue có là chơi tiếp. Tuy nhiên là chúng ta chưa chơi bao giờ thì thành ra cái dòng chữ này nó sẽ bị ẩn xuống các bạn nhá. Còn ở dưới này là sẽ là new game, là chơi mới. Đấy. Đọc là chơi ba. Được chưa? À không không không, cái này là bắt đầu chơi mới các bạn ạ. Còn ở dưới thì là chơi tiếp. Tuy nhiên chúng ta chưa chơi tiếp, chúng ta không chơi được thì chúng ta chơi mới nhá. Nó nhầm, tại vì cái chữ chơi chơi mới cả chơi tiếp nó giống nhau quá. Đây là một câu chuyện dựa trên câu chuyện không có thật. Tuy nhiên đã được chúng tôi sáng tác ra nhằm hù dọa người chơi và phát triển thành game. À. Hi, Xin Simon chào. Có ai ở đấy không? Có âm thanh phát ra từ một cuộc gọi điện thoại các bạn ạ. À, xin chào, tôi là Simon đây. À, không biết là tôi đang nói chuyện với ai nhở? Chúng ta đang nghe được một cái cuộc hội thoại, cuộc điện thoại nhưng mà chỉ có một đầu dây nói thôi. Rồi, tôi tỉnh dậy là trong cái trạng thái là đầu mình đang nhìn thẳng lên trần nhà và tôi bắt đầu bật dậy các bạn ạ. Nhà này thì có một cái đèn nhìn nó kết hợp cả quạt trần nhá. Bốn cái cánh này có thể quay được các bạn ạ, nó là quạt trần đấy. Và chúng ta nghe được một cái âm thanh như ở một cái tiếng báo thức. Ồ, chuột có vẻ hơi nhanh thì xin phép các bạn là tôi setting lại một tí nhá. Vsync thì chúng ta sẽ tắt đi này. Đây là bật, đây là tắt này, ok. Để cái độ phân giải màn hình tốt nhất ấy thì mình sẽ để 1280 nhân 1024 này đi. Đấy, bỏ mẹ rồi. Ôi thì chết rồi. 1280 nhân 720, ok này. Về cái tốc độ chuột thì tôi nghĩ là tốc độ chuột thì nó hiện tại là đang hơi nhanh. Thành ra là chúng ta thôi thì cứ để nhanh mẹ đi. Ok. Có thể là hơi chóng mặt một tí các bạn nhá. À tôi chưa tắt Việt Key.
với quyển sách ở trên bàn và có một lọ thuốc, khả năng là nhân vật chính của chúng ta đã uống cái loại thuốc này rồi. Và chúng ta ở trong cái phòng ngủ, đây là một bức tranh hình con cá. Cá này là cá koi, một trong những cái loại cá mà rất là phổ biến ở bên Nhật Bản và rất là đắt tiền. Tôi chưa biết là cá koi ăn có ngon không. Ấn E để mở cửa này, tuy nhiên là cái cửa này đã khóa các bạn nhá. Tắt rồi, ok, tắt rồi. Chúng ta đang chơi con game này với bối cảnh là mùa đông các bạn ạ, khi mà tuyết rơi ngoài trời dày đặc. Đây là bức tranh con cáo dưới gốc cây. Đây là một bức tranh khá là nổi tiếng của một người họa sĩ Ukraine. Nó đã được mờ thì F5 các bạn ơi. Đây là một bức tranh của người họa sĩ Ukraine, nó rất là nổi tiếng và được hiệu trưởng của một trường mẫu giáo nằm ở khu vực Trung Mỹ đã mua về để cho những đứa bé ở trường mẫu giáo đấy xem. Thì mọi người nhìn rất là thích, thích nhất là cái cách mà phối màu của họa sĩ này. Đây có phải là nhà của mình không? Tại sao mình lại ở đây? Có vẻ như là thằng nhân vật của chúng ta nó đang bị mất trí các bạn ạ. Thôi ok, trong này thì tôi chưa khai thác được gì, mặc dù cũng đã rất là cố gắng rồi. Và sẽ đi ra ngoài hành lang. Thật ra thì game này nó gọi là game kinh dị thôi, nhưng mà thực chất thì các yếu tố kinh dị của trò chơi đã giảm đi đáng kể. Bởi vì trò chơi này ngay từ khi ra mắt thì đã có rất là nhiều người chơi phản ánh rằng game quá đáng sợ, làm cho họ mất ăn mất ngủ. Và chúng ta đang chơi một cái phiên bản mà... Ô, tôi vừa lấy một cái ghế các bạn ạ. Có đúng cái ghế không nhở? Ấn Y để mở hành trang. Rồi, chúng ta có một cái ghế rồi. Tại sao lại để thuốc lên thớt ta? Có một cái cân này các bạn này. Ủa sao thuốc lại để lên thớt nhở? Sugar có nghĩa là đường. Còn coffee là cà phê các bạn nhá. Và đây là có cả dao này. Ngoài trời tuyết dày quá, không đi được đâu các bạn ạ. Chúng ta sẽ ở trong nhà thôi. Đây là một cái máy nướng bánh mì. Thật ra thì theo như nhà phát triển game đã chia sẻ, nhìn sơ qua thì các bạn tưởng đây là một cái máy gọi là máy nướng bánh mì đúng không? Tuy nhiên thì nhìn qua thì tưởng là máy nướng bánh mì thôi, nhưng thực chất nó lại đúng là cái máy nướng bánh mì. Hiểm chưa? Thế mới hiểm chứ lại. Ấn Y là mở hành trang các bạn ạ. Đấy, người ta bảo là nhìn qua tưởng là cái máy nướng bánh mì thôi, để cho những người chơi ấy, người ta sẽ phải suy nghĩ, ủa, thế thì nhìn kỹ thì nó ra cái gì? Nó ôi, bỏ mẹ. Bốn giờ rồi các bạn ạ. Khóa rồi. Tôi dọa các bạn đấy, diễn đấy. Sợ chưa? Con mẹ tự nhiên nhìn thấy cái này cũng giật mình. Tôi diễn. Chứ còn tôi sợ gì? À, mình sẽ lấy cái ghế này để mình lên mình tắt cái máy này đi, tại vì nó báo rất là đau đầu. Cái âm thanh của nó báo rất là đau đầu đúng không? Đấy, các bạn hiểu không? Đấy, như vậy là cái âm thanh nó nghe nó rất là dễ chịu đúng không? Diễn thôi, còn phạt để diễn chứ còn làm gì có gì mà hoảng hốt. Ok, sau khi chúng ta tắt được cái máy đấy đi rồi thì khả năng là chúng ta sẽ ra, chúng ta nghe cuộc điện thoại. Game này nó cứ im phăng phắc các bạn ạ. Đấy, thấy không? Tôi đoán có chuẩn không? Hi, xin chào. Simon there? Cho tôi hỏi, Simon có ở đây không? Đang gọi điện thì hết tiền điện thoại. Thì đây là một trong những cái câu chuyện mà nó rất là sát với cả đời thực. Rất là nhiều lúc là khi các bạn đang gọi cho người thân thì hết tiền điện thoại. À, chơi trước rồi. Không bao giờ phải chơi trước luôn. Tất cả kịch bản nó nằm trong đầu hết rồi. Giờ đi đâu tiếp? Cái đồng hồ thì nó vẫn chạy các bạn nhá. Ủa, cái đèn. Tắt đèn đi và bật đèn lên không có gì khác biệt. Sau khi chúng ta nghe một cái cuộc gọi điện thoại thì đầu dây bên kia hết tiền thì khả năng là chúng ta sẽ đi tìm gọi là một cái thẻ điện thoại, xong rồi bắn cho người ta. Thì theo dõi ai đây?
À, có người mở cửa sổ. Thôi chết rồi, nhà bị đột nhập mẹ rồi. Trời ơi, thằng nào vào nhà mình rồi? Nhưng mà khi tôi ra đây kiểm tra thì không thấy ai cả. Đóng vào đã. May quá các bạn ạ. Thật ra là cái tiếng hét của tôi vừa rồi ấy là tiếng hét vui mừng, vì là tôi biết là ở ngoài sân có người nó chưa kịp trèo vào. Ủa, ấn ship là gì? Ấn ship là chạy à? Con mẹ game có chạy rồi. Từ từ, game có chạy mẹ thôi. Không mở được. Bỏ mẹ. Ui dồi, ui cái tiếng đéo gì ý. Cái tiếng gì nó cứ bập 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 ấy. Game có chạy là đéo vui rồi đấy. Mở cửa đi. Ui không mở được cửa. Ui dồi, lại điện thoại các bạn ơi. Alo, tôi đã nạp thẻ rồi. Cho tôi hỏi là Simon có ở đây không? Poppy phá đảo rồi gì nữa? Đéo hiểu. Hóa ra là đéo phải nạp tiền điện thoại mà ông lại ông ấy ứng tiền. Ông ấy ứng tiền. Đổi lại tiếng Anh đi á. Ui, game này cần gì tiếng Anh đâu. Có người đang cố gắng mở cửa. Có người đang cố gắng mở cửa. Để tôi mở cho. Không mở được các bạn ạ. Tôi nghi lắm, tôi nghi lắm. Tôi chỉ cần đi khuất cái cửa này thôi là cái cửa này nó sẽ mở ra. Tôi nghi lắm. Không có ai cả các bạn ạ. Mọi thứ vẫn rất là an toàn. Con mẹ đi vào đây. Game tối thế chứ lệ. Công tắc đèn đây. Cho bật đèn cái đi. Đây là một cái nhà kho thôi các bạn ạ. Không 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 có gì cả. Mình à không. Bố mày bắt được rồi nhá, thằng ôn con. Này, trông nó trốn này các bạn ơi, trông nó trốn này. Trông nó trốn này. Ôi không biết là có ai ở trong nhà mình không nhở? Chắc là ở sau cánh cửa tủ này không có ai đâu nhở. Trời ơi. Nó tưởng nó bé lắm đấy. Nó tưởng nó bé. Gớm. Rồi cứ đứng đấy. Kệ nó, kệ nó, kệ nó, kệ nó. Đéo quan tâm, coi như mình không biết, coi như là mình không biết. Thật ra thì nhân vật của tôi là một họa sĩ các bạn ạ. Trời ơi, hình như phải tương tác với nó rồi các bạn ơi. Anh bạn à. Nam tử Hán đại trượng phu. Muốn giảng hòa thì cho Busku. Ủa mình có đi vào được đâu? Mình không đi vào được. Ủa mình có tương tác gì được với nó đâu? Game lỗi mẹ rồi. Trời ơi, trông quả laptop đéo gì mà trông dày thế này nhở? Ủa? Bỏ mẹ rồi. Tiếng Hàn nhìn khó hiểu quá, anh cho em xem tiếng Anh đi. Ok. Thôi thì chắc là các bạn có vẻ thích thích tiếng Anh hơn thì tôi sẽ chuyển qua tiếng Anh để theo ý của mọi người nhá. Chứ chứ tiếng Hàn này. Con mẹ tôi đéo biết phải làm gì luôn đấy. Đây 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 đây, tiếng Anh đây, tiếng Anh đây các bạn đây. Tiếng Anh đây. Rồi begin này. From checkpoint này. Ủa đã checkpoint được phát đéo nào đâu? Có vừa 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 có bạn nói xong rồi xóa luôn.
Tại vì bạn ý cảm thấy là như kiểu khi mà nói ra cái câu đấy sợ các bạn đánh giá bản thân của bạn ý là người kém cỏi. Thành ra bạn ý chat xong bạn ý xóa luôn. Simon có ở đây không? Dịch đúng không? Dịch đúng không? Có xóa vừa. Bạn ý còn xóa cả nick luôn đấy. Xóa mẹ cả nick Nemo luôn mà. Đây là thằng đạo đức dạng người nó bảo em nói đấy anh đây này. Đấy mày nhận lỗi với cả các bạn đi không? Các bạn lại tưởng anh bịa. Rồi, lần này chơi lại thì tôi sẽ chơi với cái tốc độ cao đến được cái vị trí kia nhá. Tóc thì đéo, tóc mày nó cứ dựng đứng hết cả lên các bạn ạ. Thằng đấy nó biết nói dối đâu, đạo đức dạng người thì làm sao mà biết nói dối. Đít beo này. Ui dồi ôi, chuột chỉ có... Mẹ chuột chỉ có chỉnh nhanh lên chứ không có chỉnh chỉnh chậm lại à. Rồi ok. Bắt đầu là chúng ta sẽ đi ra lấy cái ghế. Về cơ bản thì game này cũng dễ chơi mà. Nghe của cái tên đạo đức dạng người là các bạn đủ biết là thật thà như nào rồi gì nữa. Lấy cái ghế này. Ok, mang cái ghế ra để mà tắt tắt cái kia đúng không? Ấn Y để mở hành trang này, ok này. Con game này chắc ngắn thôi, phá đảo dễ thôi các bạn ạ. Rồi. Trèo lên tắt cái máy này. Ok, đi sang nghe cuộc điện thoại xong rồi về đóng cửa sổ xuống này. Lại nói chuyện cả cái thằng hết tiền điện thoại. Anh ơi, em không biết tiếng Anh chỉnh lại tiếng Hàn được không? Không em ơi. Bây giờ mình không có nhiều thời gian để mà chỉnh đâu. Chỉnh phân giải lại á. Được chưa? Nét chưa? Nét căng chưa? 1920 nhân 1080 à? Wow! Ồ! Xem có bị giật lag không các bạn? Có bị giật lag không? Thôi tầm này không để được nữa rồi. Đi ra đóng cửa sổ đi xong rồi có cái bàn tay này. Nhìn nhìn này. Các bạn nhìn tôi diễn có giống y vừa xong không? Nhìn nhá, nhìn nhá. Vừa nãy là tôi diễn mà. Ôi sợ quá. Có giật à? Thôi giật giật phải chịu thôi. Y hệt vừa xong còn gì nữa. Đóng cửa rồi. Lại nghe điện thoại. Thật ra là mình diễn mà. Mua cam đi. Chưa 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 có thời gian mua. Rồi, cái này nó đang gạt gạt đúng không? Thì mình sẽ chạy ra kia, xong rồi thằng kia lại nấp ở sau cái tủ. Trông có vẻ nó hơi giật nhỉ. À thôi, máy nhà tôi yếu. Ze gun in my bedroom. Súng của tôi để ở trong phòng. Mình sẽ vào mình lấy khẩu súng các bạn ạ. Ok. Bật đèn lên. Hí hí, thằng ôn con. Vẫn trốn. Trời trốn kỹ thế thì ai mà biết trong nhà có người. Ủa súng cất ở đâu? Shit, I need a. Khi mà mình nhìn vào cái tủ này mình biết là có người đang nấp thì mình bảo là mình phải đi gọi cảnh sát thôi. Ôi sợ quá, đi gọi cảnh sát thôi. Các chú cảnh sát ơi, cứu cháu với. Ở trong nhà cháu có người. Các chú cảnh sát ơi. Vẫn diễn. Đi gọi cảnh sát thôi. Úi giời ơi, nó mở mẹ cửa kia rồi. 113 à 911. Đéo gọi được rồi, đéo gọi được rồi. Ok, không có ai. Thế tôi nhìn kia tôi cứ tưởng người cơ. Thôi, bật đèn lên. Game đéo hay chơi tắt đèn. Cửa khóa rồi, tôi không ra ngoài được. Giờ phải làm gì hả các bạn? Ok. Có nghĩa là thằng này nó đã vào trong phòng. Mẹ chơi con game toát cả mồ hôi.
Tự dưng đêm hôm lại đi chơi game kinh dị. Cũng khóa cửa rồi. Các chú cảnh sát gọi điện cho cháu đúng không? Cháu đây. Nhà cháu có trộm, nhà cháu có trộm. Alo. Hi, yes, please. Vâng, vâng, xin chào ạ. Tôi đang tìm Simon, anh ấy có ở đây không? Đéo biết. Tìm xem ai đang ở trong nhà mình. Úi dồi ôi. Con mẹ, bây giờ biết ai ở trong nhà mình. Thầy tắt đít đi cho nó đỡ thông báo á. Thế à? Cái tiếng nó hơi bé thành ra mình không để ý lắm. Đít cọt. Ok. Mẹ game này nó cứ im im ắng ắng kinh vậy đái ra. Tìm hiểu xem ai đang trong nhà mình. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại đây và xem thằng đấy nó. Ăn cứt rồi. Nó bỏ đi rồi các bạn ơi. Hide. Hide là trốn đi. Tôi có cầm được một mảnh của bức ảnh. Và bức ảnh này thì theo như đây là 1/4 bức ảnh. Và cái góc ảnh này cho chúng ta thấy đây là hình ảnh của một đứa bé đang có nụ cười rất là tươi. Khả năng đây là một người mẫu quảng cáo cho kem đánh răng PS. Cười nhe cả răng ra các bạn ạ. Hàm răng trắng, trắng lắm. Cái bóc này đã bị khóa rồi. À, nó là cái hộp mà vừa lấy, tôi tưởng laptop. Hide là Hide chả là trốn đi. Trời ơi. Sao game đéo nào cũng phải làm cái ấy này thế. The key to store in chicken kitchen. Có nghĩa là nó bảo là cái chìa khóa để mở cái bóc đấy là nằm ở dưới bếp. Trời ơi, biết thế chơi mẹ. Áo cưới giấy mẹ đi, chơi game này làm đéo gì không biết. Mẹ đau tìm quá. Được rồi, chìa khóa để đâu? Úi dồi ôi, để đây à? Pick up the phone, vô tình giọng em vang lên. Thôi thế là hết, từ nay ta quên tên. Thôi từ nay mạnh mẽ bỏ quên người đi. Các bạn cứ thử bật âm thanh to như tôi xem. Đéo nhớ hai tầm này, trí nhớ bấn loạn mẹ rồi. Tôi đang để tai nghe to vậy đái ra nó vụ hòa tôi. Không phải quả đấy nhá. Quả đấy mà không bất ngờ là tôi đấm vào mồm nó. Quả đấy mà không bất ngờ là tôi đấm vào mồm nó. Thằng ôn con nó chỉ cao hơn tôi có một cái đầu thôi. Em đang mắc volume sao nhiều đứa Xiaomi thế? À chắc kiểu tóc mới. Tôi định đấm vào mồm nó rồi đấy. Nhưng mà ở đây đang là chỗ đông người, thành ra mình không muốn dùng đến bạo lực. Con mẹ cái chìa khóa này mở cái gì vậy? Nó đang ở trên trần nhà các bạn ạ. Không phải không phải mở cái này à? Thế thì chắc là mở một căn phòng nào đấy. Úi giời ơi. À rồi. Chỉ vào cái chỗ này. Ba cái kim này là đều phải chỉ vào cái này. Ui dễ. Mày Cắn. Thông minh không? Đúng như tôi đã suy đoán. Behind you. Did he on you?
tất cả đều là bạn. Your fault là gì? Your fault là gì hả các bạn? Đố các bạn, đố không? Nhầm, tôi nói nhầm, tôi hỏi nhầm. Tôi phải hỏi là đố các bạn biết your fault là gì? Lỗi của bạn, đúng rồi. Rất tốt. Thật ra là tôi muốn xem là anh em có biết tiếng Anh không, chứ làm gì mà tôi không biết cái từ này ý nghĩa là gì. Nhá, your fault có nghĩa là tất cả đều lỗi của bạn. Tất cả đều do bạn. Làm gì mà tôi không biết. Ôi thằng ôn con, đừng để bố mày bực mình nhá. À, mày xây cái ghế đi đâu? À. Đéo lành. Như thế rồi. Ơi. Game mày đéo lành chút nào ấy. Từ từ. Bây giờ hành trang mình đang có một cái chìa khóa mình đã dùng rồi và một cái tấm ảnh này dùng để làm gì ta? Không ai sợ. Ôi, suốt từ nãy các bạn thấy tôi sợ à? Được rồi, bắt đầu nhá. Chơi nghiêm túc nhá. Này. Tôi chơi một cách tử tế cho các bạn xem. Còn game này thì này, mạnh dạn này, bây giờ mình quay trở về những phòng kia. Thằng ôn kia ra đây là tôi đấm luôn, được chưa? Này, cứ đi rất là bình tĩnh luôn, cái bước đi bình tĩnh luôn. Như một người đàn ông luôn. Mình cảm thích thì solo lại điện thoại rồi. Đang định đi đánh người thì điện thoại. Cản trở thế nhở. I am going to zip you a path. Mẹ mình phiền phức thật đấy. Alo. Hi, Simon there. Xin chào, Simon có đây không? Nhầm số rồi. Mẹ mình bực cả mình. Tôi mà bắt được cái thằng gọi điện này tôi còn đấm tiếp vào mồm nó luôn. Đập điện thoại nó luôn đấy. Máu me thôi. Khóa cửa rồi. Kệ chúng nó đánh nhau. Vợ chồng nhà người ta cãi nhau đấy. Kệ đi các bạn ạ. Không phải chuyện nhà mình thôi. Xin phép tôi đóng cửa, tôi đi vào phòng ngủ đấy ạ. Chuyện nhà người ta mình đừng can thiệp quá sâu. Con mẹ. Sao bảo trong phòng có súng mà súng ở đâu ta? Súng ở đâu nhỉ? Đéo chui vào tủ các bạn ơi. Thấy hét to lắm. Ủa thế cái ảnh để làm gì ta? À. Cái tivi tự bật. What the hell happened? Chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy? Để tôi xem cái điều khiển tivi đâu đã. Tôi nhớ là tôi hay để ở trên ghế salon các bạn ạ. Ủa nhưng mà thằng kia nó vào đây nó trộm cái điều khiển nhà tôi đấy sao ấy. Bạn gì ơi, sắp có đá bóng rồi, anh em mình vào xem nhở. Vẫn không mở được. Game này nó cứ bắt đi đi lại lại thế này thôi. Game này về cơ bản cái lối chơi nó hơi nhàm chán. Chứ còn thằng kia mà ra đối diện với tôi là tôi đấm luôn. Không biết nó trốn ở đâu. Mẹ mày đen thế nhở. Thằng ôn con. Giờ mong gặp nó quá để đấm nó một trận. Mà không hiểu thằng này nó trốn đâu nhanh thế. Tôi tìm khắp nhà rồi đấy. Anh em để ý nhá. Nhìn thấy nó bảo tôi cái. Đồng hồ thì đã chuyển qua đến 7 rưỡi rồi. 7 rưỡi sáng rồi. Mày ở trong đấy là bố mày đấm mày đấy. Khôn hồn thì đóng cửa lại. Nó biết mình. Bố mày học Pencastilat đai đen đấy. Đai đầu tiên đấy. Chưa thi lên đai được lần nào đâu. Đéo vào được. Thôi đó, đéo mở cửa thì thôi. Người ta không đón tiếp mình rồi thì thôi. Mình vào làm gì.
Đâu, ngày xưa tôi học pencak có cả đấm. Cái chiêu mà đẳng cấp nhất của pencak là chiêu cắt kéo. Ủa thì tóm lại là mày có cho tao vào hay không? Hide, Hide, trốn, 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 Hide. Hide, 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 Hide. Chưa nhìn thấy nó. Tôi bảo là khi nào nó xuất hiện trước mặt tôi thì tôi mới đấm nó cơ mà. Nó xuất hiện sau lưng thì tôi đánh thì đéo là được. Đúng không? Tôi vẫn giữ đúng quan điểm. Khi nào xuất hiện trước mặt tôi thì tôi mới đấm. Khả năng là thằng này nó đang rủ tôi chơi trốn tìm. Đâu rồi? Đến tao đi tìm đúng không? Đai, đai, đai. Đai thằng bố mày. Bố mày vào, bố mày mở điện. Bật đèn lên. Behind you. Quả lấy mất điện thật mẹ rồi. Mất điện thật rồi. Đâu, quy được có bao nhiêu? 1000 nam thôi. Con mẹ. Mất điện thật rồi. Thôi anh bạn ơi. Nhà này rất rộng, tôi ở không hết phòng. Bạn có thể đến đây ở chung cũng được. Không việc gì phải làm thế này đâu. Có giết tôi đi thì bạn vẫn ở một mình vẫn rộng lắm. À, có điện rồi, có điện rồi. Ôi, chạy thôi. Đéo hiểu sao. Mẹ mày, tôi ghét những cái game mà nó, cái âm thanh nó ít ỏi như thế này. Xong rồi đùng một cái nó. À, mày, mày biết chữ đi ẻ à? Thật ra cái chữ này là, thằng này là người Việt. Thằng này là người Việt. Cái chữ này nó viết là đi ẻ. Và viết theo kiểu đi ẻ như này khả năng là một người ở làng nghẹo. Chứ không phải là đai. Đi ẻ, đi ẻ. Rồi, mở cửa ra, rồi. Mở cửa ra cho tao bước vào nào. Công tắc đây rồi. Người quen cả, người quen cả. Ok, chúng ta đã vào. Ôi trời ơi. Ai ấy? Cháu biết ai mà cũng khóc. Ok, nó lại chết rồi. Xác chết biết di chuyển. Mới đây thì có một cái người là thắt cổ chỗ này, nhưng mà khi tôi vừa mới nhổ mẩu giấy ở dưới này, ở dán ở trên tường xuống thì người đấy đã đi mất. Hiểu rồi. Chúng ta đúc kết lại những dữ kiện mà chúng ta đã có ấy thì rất là dễ như này nhá. Như này nhá. Người này là như kiểu vì một lý do nào đó mà chúng ta chưa tìm hiểu được. Hiểu câu chuyện rồi. Người ta gặp một cái vấn đề gì đấy rất là khó giải quyết và áp lực tinh thần quá nặng, thành ra nghĩ đến lựa chọn cuối cùng là tự tử. Tuy nhiên đang tự tử thì phát hiện ra chết rồi. Trước khi tự tử mình quên đi ẻ. Chết rồi. Thế là lại nhảy xuống đi ẻ cái đã, xong một tí nữa quay lại đây lại thắt cổ tại chỗ này. Chắc chắn luôn. Em kìa anh. À, một cái mã số à. Ok. Tôi cắt, tôi bled, tôi khóc, tôi sợ. Tôi cắt, tôi bled. Đố các bạn biết ai bled là gì?
Thật ra ấy, để mà giải cái bài toán bốn mã số ấy rất là đơn giản. Đéo đúng luôn. Ok, chúng ta sẽ đi tìm mật mã một cái item gì đây. Tóm lại là một cái item gì đấy chúng ta có thể cất được vào đâu? Hình như đây là những cái sợi dây chun à? Không, không phải đến tháng đâu. Đến tháng đéo thì linh láng này. Ok, tóm lại là chúng ta đã hiểu được vấn đề rồi. Thì cái người mà chúng ta cần đi tìm bây giờ khổ quá, cái tivi đéo tắt được, âm thanh thì nó ầm ầm ấy. Thằng nào tắt đèn phòng này đấy? Đi ra thôi. Vào đéo có gì, tốt nhất là té. À từ từ, biết đâu là cái này dùng để mở, để mở cái hộp này thì sao, đúng không? À, đây là một cái áo khoác ngoài, bạn có thể mặc nó để đi ra ngoài. Exit the house, exit the house, đi ra ngoài. Ồ đúng rồi, đây là cái áo mưa, cái áo khoác đi ra ngoài trời lạnh. Tè 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 tè. An toàn. Thôi nhá bạn nhá, nhà này của bạn, tôi đi về đây. Gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lan, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng em chiếc khăn gió ấm để em thấy chẳng hề cô đơn. Con mẹ cái lối ra ngoài đéo cái gì đây? Để em vững tin. Tất cả đều là lỗi của mày. Ủa tôi định ra ngoài cơ mà. Và tình yêu hai chúng ta. Rồi cơn mưa đêm qua đi. Bố mày nhìn thấy rồi, nó đang đi vào bên trong. Nó đang đi vào bên trong. Nắng mai sẽ hôn lên môi em, nụ hôn của anh ấm áp. Với lại khi mà mình đứng ở trong kia mình nhìn thì là nó đang đi vào cái hành lang bên này. Ok, vậy là trong này an toàn. Ui, ông làm đổ lọ hoa. Vậy là game này là bản chất của game này khi mà mình chơi từ đầu đến giờ ấy, là thằng này nó đang cố tình né mình. Thằng này nó đang cố tình né mình chứ đéo phải là mình né nó, đúng không? Bởi vì là tôi đang đi tìm nó mà, đâu rồi? Mà em ơi, thằng danh con này. Cái pass này là mình chưa có này, đúng không? Thằng hôn con đâu nhở? Mà tâm mày gấp. À, mày còn... À đây đây đây, lối ra ngoài đây. Hóa ra ở đây có cái cửa đéo biết. Đéo đi được. Không biết nó trốn đâu luôn các bạn ạ. Không biết nó trốn đâu, thế mà bảo ở trong phòng mình có súng. Mà tôi đéo tìm thấy khẩu súng nào cả. À đây rồi. Khả năng là dán bức ảnh vào đây. Ui tôi chết rồi. Mới kiếm được có 2 mảnh ạ. Game kỳ lạ quá. Game chả hiểu đi đâu cả. Game bị lỗi rồi. Trong này là tốt nhất không vào nữa này. Lại điện thoại, lại điện thoại. Lại là Simon có ở đây không? Mà tôi có quen thằng đéo là tên Simon đâu. He's not there anymore. Can I call back later? Hình như là anh ấy không có ở đây à? Thế thì tôi gọi lại sau vậy nhá. Anh Giai. Con mẹ mày, tôi định mà. Ôi anh Giai ơi, em định đánh chết anh. Thì nó, tôi đang nói dở cái câu đấy thì nó sợ và nó chạy mất. Có
con mẹ, mình gọi nó là anh giai là một cái phép lịch sự trong giao tiếp thôi. Chứ còn nếu mà để đúng ra cái lúc đấy nhá, là tôi phải thằng ôn con này bố mày đấm chết cha bây giờ. Nhưng mà nó cũng biết, nó cũng hiểu, ui thật chết bỏ. Nó cũng hiểu ra tự té mất. Anh đéo gì, anh em đéo gì thằng này. Đâu, mày đâu chọc đúng không? Bố mày dứt tóc bố mày, dán lên đầu mày, cho mày thành có tóc. Bởi vì sao? Nếu như mà để nó đầu chọc ấy là nó như kiểu thằng Saitama ấy, nó đấm đau lắm. Tôi nhìn thằng đấy cũng nghẹo, mẹ khả năng là nó vào đây nó vay tiền đấy, bỏ mẹ rồi. Em ơi, tiền anh đưa hết cho vợ rồi, không có cho mày vay đâu. Đi, mày đi vay nhà khác đi. Nó tắt đèn thì tôi giật mình, chứ còn có phải là nó dọa tôi giật mình đâu. Điều như vậy các bạn. Mọi người, từ. Game sắp hết chưa? Game sắp hết chưa? Má. Ok, tôi biết cái pass này rồi. Đồng hồ trong kia chỉ 22 giờ 10 phút. Đéo đúng rồi. Anh bạn ơi, tôi đấm vào mồm anh bạn đấy, đừng dọa tôi nữa. Tôi đéo đùa đâu. À, vừa lấy mày ngồi đây. Mày ngồi đây mày đong đưa cái này đúng không? Kéo kẹt. Cót ca cót két. Mày cướp chồng chị. Chị không cướp lại được, chị cho mày. Ô, từ. Công tắc đèn. Không, mọi người đừng spoil cái pad. Ủa, nhưng mà tôi phải đi đâu tiếp? Vừa lấy mình đi vào đây thì nó lấy cái máy giặt, nó ủi cái máy giặt ra nó dọa mình đúng không? Em tôi vẫn chưa thấy mặt thằng này. Có một con đường mang tên là tình yêu. Khi tôi bước một mình đêm những nỗi cô đơn, đêm trong từng làn gió thoảng, đêm trong từng làn mây bay. Đến đây từ tia nắng sớm mai, đến khi ngàn ánh sao rơi trong bóng đêm. Có một con đường mang tên là tình yêu. Một ngày khi em đến, xanh bước đi cùng tôi, có nắng ấm giữa mùa đông. Hóa ra chỉ là một cái ghế, và trên cái ghế có một tờ giấy các bạn ạ. Thì tôi xin phép là đọc to tờ giấy này cho các bạn. Đéo hiểu sao, ám ảnh quá. My inner demon. Tôi đã từng nghĩ tôi là quái vật. Chính vì vậy tôi sẽ theo dõi bạn và nhìn xem những bước di chuyển của bạn. À, hãy đi theo và nhìn theo tôi. Không là họ sẽ bắt bạn. Quanh phòng có cái gì đâu? Tự nhiên bảo nhìn quanh phòng mẹ sợ thế. Ôi, phòng này an toàn. Mẹ nó ở trong phòng này riêng, trong cái phòng kín đấy nhá. Mẹ mày sono.
Bạn ơi, tôi nói nhầm, riêng trong phòng kín này nó đéo phải sở trường của tôi đéo ăn được bạn. Chứ còn sở trường của tôi là đánh ở mắt rộng cơ. Bạn hiểu lầm ý tôi rồi, thích thì ra ngoài sân đấm nhau, chứ còn trong này là tôi thua rồi đấy. Tha tôi lần này đi bạn này. Còn mẹ, bày đặt độn thổ, hóa ra là một nhẫn giả à. Sợ chạy mất hút, úp mặt vào tường luôn. Sợ úp mặt vào tường luôn. Có thằng này ấy, thật ra tôi hiểu thằng này. Khi mà mình bảo là mình đánh ở trong cái không gian hẹp này mình rất là yếu, thì nó nghi, kiểu kiểu bản thân nó cũng sợ mình mà nó nghĩ là mình làm có phép. Như kiểu nó bảo mẹ chết rồi, gặp phải cao thủ khiêm tốn, nói cái kiểu là đánh ở trong phòng 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 hẹp này rất là kém, chứng tỏ là một cao thủ phòng hẹp, là sợ quá nó độn thổ luôn. Mẹ em, quả đấy tôi đang định nhảy vào tôi đấm bắt vào gáy, mà tấn công vào gáy thì chỉ có ngất. Thôi tha cho nó một lần nữa nhá, thôi tha cho nó lần nữa để chúng ta kéo dài cái game này ra chơi cho nó vui, chứ còn mình mà đấm nó xong thì hết game, phá đảo nhanh quá nó rén chứ. Ok, chắc là nó chờ mình ngoài sân rồi, bây giờ mình ra ngoài sân bắt được nó mình đấm luôn. Thằng danh con, trốn đâu ấy nhở, trốn đâu kỹ thế nhở. Mẹ quả đấy, sự thật luôn, trong phòng đấy thì nó mà đéo biết độn thổ thì không bao giờ nó chạy thoát được khỏi tay tôi. Trời ơi, nhiều máu thế, không bao giờ thoát được các bạn ạ. Khổ quá, điện đó mới bật lên hộ cái. Ủa, cái bức tranh ở đây mất rồi này. Ông nào ở bên điện đóm bật hộ tôi cái điện lên cái. Mẹ, tối quá. Thật ra thì không phải là tôi sợ bóng tối, mà tôi muốn là cái game này nó sáng lên ấy, cho anh em xem live nó cũng dễ hơn. Chứ còn nó tối như này các bạn xem nó khó chịu đúng không? Nghĩ là nghĩ cho anh em xem. À, nó để cái bức tranh ra đây. Ý gì? Đi đi lại lại, game này chỉ đi đi lại lại thôi. Rồi tôi hiểu rồi, mình đi tìm thằng kia. Lại điện thoại, lại hỏi Simon có đây không. Để nghe mãi cái cuộc điện thoại rồi. Alo, tôi đang đến chỗ bạn. Mày 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 bao nhiêu anh em mày gọi hết đến đây, gọi đông vào bố mày cân tất. Từ từ để bố mày đứng vào đây lấy khí thế đã. Bố mày uống nước đã nhá, đéo chơi đang uống nước dọa đâu. Cân tất luôn. Chờ chờ tí anh em ấn escape để mà cho nó gọi người. Tôi dạy các bạn nhá, một chiều nhá. Các bạn đi học ấy, thỉnh thoảng các bạn xích mích mà phải đánh nhau, cảm giác là các bạn đéo nuốt được thằng đấy đúng không? Thì các bạn cứ tuyên bố cho tôi, nói thẳng với nó luôn là: "Này, mày có bao nhiêu anh em ấy, mày gọi mày hết đến đây ăn tao đi." Thì nếu như cái lúc đấy, nếu như mà solo thua thì các bạn bảo: "Eo ơi, solo thua thằng kia đúng không?" Nhưng mà không, nó bảo: "À, con mẹ mày gáy to đúng không?" Thì nó sẽ gọi người xuống đánh mình. Cũng ăn đòn như thế thôi, cũng ăn đòn như thế thôi. Nó gọi thật thì bảo chẳng qua là nó gọi người mình thua. Lúc đấy mình đi tự hào luôn, bảo: "Mẹ mày, hôm đấy là chúng có 10 thằng, chúng 10 thằng tôi đéo ăn được, chứ còn tầm solo ăn thì đéo được, tôi biết là đéo ăn được tôi nó mới phải gọi người." Đấy, mặc dù mình thua trên thế thắng, các bạn hiểu không? Thua trên thế thắng, mặc dù ăn đòn, cùng là ăn đòn nhưng mà ăn đòn cái kiểu bị đông người đánh nó khác với cả ăn đòn solo. Nó khách hơn nhiều, đấy. Bài học đấy các bạn ạ. Retune the game luôn. Không. 10 thằng đấm ấy thì còn có thằng nó kiểu trong 10 thằng biết đâu có một thằng kiểu dạng là nó vào can. Chứ các bạn solo thằng đéo nào nhảy vào can. Đôi khi thằng kia solo nó đấm đến chết đấy. Em nghe kể vụ thầy bị người yêu cũ vi béo đấm, mẹ bọn nó 7 thằng. Đấy, thấy không? Chứ con thằng đấy solo ăn thì đéo ra được tôi, nó phải gọi đến 7 thằng đánh một mình tôi. Chứ con quả đấy solo là nó sợ quá, nó bảo: "Mẹ mày đi một mình không ăn được 5 mấy rồi, phải gọi thêm người thôi." Đấy không? Hãnh diện không? Hãnh diện không? Mẹ nó 7 thằng mình ăn làm sao được. Đấy các bạn nhìn không? Vì thế mà cái thằng mà đang ở trong nhà này này lại gọi điện rồi. Nó có một mình, các bạn thấy suốt từ nãy nó có dám solo với tôi không? Nó cứ chạy thôi.
Tiếng đồng hồ thôi. Nghe, nghe điện thoại đã. Simon there? Mẹ mày toát cả mồ hôi. Game này, game đáng sợ quá các bạn ơi. Mẹ, thế này mà, thế này mà bảo, mà bảo game này nhỏ nhẹ lắm. Ủa nhưng mà cái gì vừa vỡ, cái gì vừa vỡ mới là vấn đề. Cái âm thanh vừa vỡ là nó xuất phát từ đâu? Cái ghế kia á, đâu đâu đâu, ghế đâu? Mà không không, nhưng mà vấn đề là cái gì vừa vỡ? Cái cây không phải. À hình như là mấy cái này à? Mấy cái hộc tủ à? Mấy hộc tủ bị gió thổi mạnh quá thế là nó mở bung ra. Ha. Mẹ. Mệt. Thôi bạn ơi, cảm thấy thích thì ra solo một phát đi, xong rồi cho tôi quả. Tao mệt mày lắm rồi đấy. Hay là mình có cách nào mà mày có số di động của tao thì mày nháy vào chứ. Không có ai. Chứng tỏ là nó ở đâu đấy trong trong căn phòng này. Khi mà nó vừa mới bật cái điện thoại lên nghe. Ok. Đéo thấy nó đâu nhở? Từ từ nhá. Cái cảm giác các bạn ạ, tôi vừa lấy một cái tờ giấy ăn này, tôi lau mặt, xong rồi cảm giác nỗi sợ hãi hãi nó biến mất rồi. Ok, let's go này, lên này, thấy không? Các bạn thấy tôi dũng cảm không? Mày thích thì ra đây solo như hai người đàn ông. Dây phải đội đầu chọc rồi. Một tháng. Anh Giai, chờ em vào nhà lấy súng rồi anh em chơi nhau nhá. Đứng yên nhá các anh nhá. Năm thằng, ba, bốn, sáu thằng, ok. Bảy thằng, chết mẹ rồi, đủ bảy thằng rồi. Quán này ỉa ra lon bia thật rồi. Tám thằng. Người nhiều sẹo thế anh Dài. Kiếp, người nhiều sẹo thế, tôi đừng nhìn em nữa. Em thấp bé nhẹ cân. Có đéo đồng hạng cân các anh ơi, đéo đồng hạng cân. Đéo đồng hạng cân, lệch rồi. Đến TC game là chúng ta phải sắp xếp cùng hạng cân cơ mà. Chơi này chiều cao là đéo bằng rồi thế này. Holy shit. Cái đéo gì vậy?
Tôi nhớ là mình đã nhận được rất là nhiều cuộc gọi khác nhau. Nhân vật của chúng ta sau khi ngủ dậy thì có nói một câu, không hiểu sao hôm nay ngủ dậy lại đau đít thế nhỉ? Giấc mơ thật là kỳ lạ. Ngủ dậy đau đít, đéo đau đít mới là lạ đấy. Mẹ từng đấy thằng không đau đít mới là lạ đấy. Trời, thằng nào cứ tắt đèn ấy. Ok, vậy là sau khi chúng ta tỉnh giấc thì mọi thứ nó trở lại như ban đầu rồi. Nhiệm vụ của chúng ta bây giờ đi đâu mới là vấn đề đây này. Mẹ, game lòng ngoằng thế. Đau tim quá. Ơi, an toàn rồi. Sáng lắm các bạn ơi, khi mà điện đã về làng thì mọi thứ nó trở nên an toàn một cách lạ kỳ ấy. Ok, cho tôi ra ngoài đi. Bố mày đi đây. Đéo đi được. Thêm một mảnh bức ảnh nữa các bạn ạ, thêm một mảnh bức ảnh nữa. Chúng ta có 3 mảnh rồi, vậy là thiếu một mảnh nữa là đủ. Lại gọi, lại gọi. Lại hỏi Simon ở đây không? Hello, I was wondering if you Hôm happen to xin be tired chào, hôm or qua Dit có bị asleep. đau không bạn? Ngủ dậy cảm giác thế nào? And À và if I could potentially speak tôi muốn with tìm anh Simon. Chỉ là ảo giác đúng không? Ok, chúng ta về ghép bức ảnh thêm một lần nữa đi. Thôi nhá, đéo đùa đâu. Ui dồi, sao cứ tối tối dần dần này. Cách đẹp. Mẹ bị điện đóm lại vấn đề rồi. Điện đóm lại vấn đề. Tôi là con trai của Simon. Tôi đã giết ông ấy à? Tôi sống ở trong rừng rất là xa nơi này. Game, hết game, hết game. Mẹ em. Cái nuối tiếc nhất là mình vẫn chưa có cơ hội để mà đấm nhau với bọn kia. À, con trai Simon của tôi đã để nó bị giết à? Tôi cứ tưởng trình tiếng Anh của thầy ác thật. Đúng rồi còn gì nữa. Các bạn, cái cách mà các bạn dịch ấy là theo kiểu tiếng Anh phổ thông, còn tôi là dịch theo kiểu ngôn ngữ của người làm game. Hết rồi, tự nhiên hiện lên chữ này thì là hết rồi. En rồi, en rồi nhá, en rồi nhá. Rồi xong. Ôi trời ơi. Con mẹ game có 3 ending cả. Kệ 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 kệ, từ hai ending kia thì thích thì lên YouTube mà xem, hai ending kia lên YouTube mà xem. Rồi bây giờ mình, cái thói quen của tôi cứ khi nào chơi game xong thì mình sẽ để lại một lời nhắn cho nhà phát triển, thì mình đánh giá rất là cao con game này. Đánh giá cao, cao là thôn. Nếu mà cái chữ thôn này viết đúng không? Short là ngắn, thôn là dài, dài là cao gì đó. Thôn game này, game zip. Ai đánh giá thôn game zip game này? Tôi không biết nói sao. No. No. Tôi không biết. Talk talk star, tôi không biết nói sao để miêu tả được suy nghĩ trong tôi, suy nghĩ thinh
Think of you. Think of you. Chấm điểm. Chấm Scott. Chấm điểm game 7/10. Ừ, think of you thì chả là suy nghĩ của tôi. À, think of me à? Thôi chết là bỏ mẹ rồi. À, thế thì mình sẽ phải sửa như này. Think of you. Think of me. Hi hi. Sorry, anh em phát triển game. Develop game. Tôi nhầm. Ai nhầm, tôi nhầm là gì nhỉ? Tôi nhầm là ai nhầm đi. Tôi nhầm tí đi, tại vì là có một chữ thôi mà. Ôi, tiếng Anh của tôi kinh mà. Ơ nhờ, wrong, đúng rồi, wrong. Mẹ mình quên mất, tôi sai với wrong là giống nhau, bỏ mẹ. À, ai nhớ ra rồi. Sai bằng wrong. Rồi, thế rồi, xong nhá. Xong. Thế là đủ rồi. Sửa tiếp đi, nhầm nghẹo. Nó không duyệt đâu á. Lại checkmate đi, em có quà cho anh checkmate gì đấy.